Các quan xét đoạn 7. Qua ngày sau, Jeroboam, tức là Gideon và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Harod, dinh của Madian ở về phía bắc, về lối nõng More trong trũng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Madian vào tay nó đâu. Ê Israel, đối cùng ta tự khoe mà rằng: tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe. Ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Galaad? 22,000 người bèn trở về, còn 10,000 người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá đi với ngươi, thì nó sẽ đi theo ngươi. Còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng nó chớ đi với ngươi, thì kẻ đó không đi. Vậy người biểu dân sự xuống mé nước. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm như chó, và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối xuống mà uống. Bây giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gideon rằng: ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Madian vào tay ngươi, còn dân sự khác ai nấy đều phải trở về nhà mình. Gideon cho cả người Israel ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực và cây kèn trong tay, và dinh Madian ở thân dưới người tại trong trũng. Sải trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: hãy trỗi dậy đi xuống hãm dinh Madian, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Phu-ra đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gideon đi xuống cùng Phu-ra đầy tớ mình, đến gần nơi lính canh ở đầu dinh. Vả dân Madian, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong trũng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào cát nơi bờ biển. Trong lúc Gideon đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng: này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Madian. Chúng nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới, nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: đó nào khác hơn là gươm của Gideon, con trai Joash, người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Madian và cả trại quân vào tay người. Khi Gideon nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời, rồi trở về trại quân Israel mà rằng: hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Madian vào tay các ngươi. Đoạn người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc ở trong bình, mà giảng rằng: hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổ kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổ kèn ở khắp xung quanh trại quân và reo lên rằng: vì Đức Giê-hô-va và vì Gideon. Gideon và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổ kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bây giờ ba đội quân thổ kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gideon. Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy, cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổ kèn, và khắp trại quân Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình.
đạo binh chạy trốn đến Bethsaida về hướng Cerera cho đến bờ cõi Aben Mehola gần Tabak. Người Israel, tức những người chi phái Nephtali, Aser và Manasseh, hiệp lại mà đuổi theo dân Madian. Bây giờ Gideon sai sứ vào khắp núi Ephraim đặng nói rằng: hãy xuống đón dân Madian, chặn đường chúng nó qua sông cho đến Bethbara và các chỗ cạn của Jordan. Vậy các người Ephraim hiệp lại chiếm các bến cho đến Bethbara cùng những chỗ cạn của Jordan. Chúng cũng bắt được hai quan trưởng của dân Madian là Oreb và Seep, giết Oreb tại nơi hòn đá Oreb và Seep tại nơi máy ép rượu Seep. Đoạn họ đuổi dân Madian cùng đem đầu Oreb và đầu Seep đến Gideon ở phía bên kia sông Jordan.